Anh hai ơi, anh bảo là anh cần 5 cây xoài và 10 cây mít đúng không? Đánh đảo rồi ạ. Đây em quay cho anh nhé, hình ảnh cụ thể thực tế. Các cái cây ở đây cao khoảng 1, 2, 3, nó phải tầm 3 đến 4 mét tùy từng cây. Cái mà anh yêu cầu là cái đường kính đo cách gốc 20 cm là tầm 10 cm ạ. Các cái cây này thoải mái, có những cái cây to còn hơn. Đúng lại là 5 cây thì thoải mái. Nhiều cái cây còn đang núc nửa quả đấy, nhìn thấy không? Đấy, xoài rất to, ngon đẹp. Số lượng thoải mái nhanh nhá. Anh ơi, đây em quay cho anh nhá. Các cái cây xoài nhà em ý là toàn ghép, là cây xoài Đài Loan nhá anh nhá. Hạt lép và nó hàng quả, hàng một quả này có thể nhiều khi nó lên đến hàng cân ạ. Rất là to, to lắm ạ. Với nữa nữa là ngọt lịm nhá anh nhá. Xanh như thế này thôi nhưng mà bây giờ mà ăn là nó cũng đã ngọt rồi đấy ạ. Hạt nếp nhá. Hạt nếp ạ. Đấy, đây là về cây xoài, là cây xoài loại gì này. Và em nói rất rõ nhá, là những cái cây này là gốc thì là gốc xoài đời ta, nhưng mà là cây ghép nhá, ghép giống xoài Đài Loan cho nó ngon nhá.